Sáng ngày 6 tháng 10, Đảng ủy xã Giao An tổ chức hội nghị sơ kết công tác cấp ủy 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Tới dự có đồng chí Quách Văn Hoan, huyện ủy viên, trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Lang Chánh, phụ trách địa bàn. Trong tháng 9 năm 2023, cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên và nhân dân xã Giao An tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đạt kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu cơ bản đều thực hiện theo kế hoạch đề ra. Về kinh tế, sản lượng lương thực có hạt là trên 1.000 tấn, đạt 113,6% so với cùng kỳ, đạt 90,2% so với kế hoạch. Trồng rừng lại sau khai thác được 230 ha, thâm canh rừng trồng được 215 ha. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, hoạt động thương mại dịch vụ đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người dân. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đúng quy định, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng. Trong 9 tháng đầu năm 2023, có 8 quần chúng tham gia học tập lớp nhận thức về đảng, học lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính 2 đồng chí, kết nạp 2 đảng viên mới, tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho 1 đồng chí và hoàn thiện hồ sơ gửi cấp trên đề nghị trao tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm, 55 năm tuổi đảng cho 5 đồng chí. Hội nghị dành phần lớn thời gian thảo luận nhằm tìm giải pháp phù hợp cho công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong những tháng cuối năm 2023. Các ý kiến hầu hết đều thống nhất với dự thảo các văn bản được ban tổ chức trình bày tại hội nghị, đồng thời đóng góp xây dựng phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2023, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn. Như Đảng ủy xã Giao An tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, triển khai thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh đã đề ra từ đầu năm, chỉ đạo các chi bộ nhằm nâng cao vai trò của chi ủy, chi bộ trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân, tiếp tục củng cố, xây dựng các mô hình tự quản ở thôn, bản, góp phần vào việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội của địa phương.